Vâng, xin chào tất cả các bạn và mời bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với 1000 ngày sinh tồn. Vâng, vẫn là 1000 ngày sinh tồn thôi. Và kể cho bạn nghe nhỏ nhỏ đó là ngày hôm kia. Mà tại sao không bấm được hả? Đúng rồi, ngày hôm kia mình có mơ một giấc mơ khá là thú vị. Giấc mơ đó chính là chúng ta đã hoàn thành được 1000 ngày sinh tồn. Dân giấc mơ đó chính là chúng ta đã hoàn thành được 1000 ngày sinh tồn. Nhưng sau khi mở mắt là sau khi mà mình mở mắt tỉnh dậy thì ôi, hóa ra chỉ là mơ. Và chúng ta vẫn còn 395 ngày, chưa được 500 ngày. Wow, ông trời thích chiêu người quá. Thôi kệ đi, ông trời thích chiêu người vậy thì thôi mình cũng đành chịu. Ta không thể nào cấm cản được chuyện đó xảy ra hết. Rồi bây giờ thì hôm nay lại tiếp tục hoàn thành cái kim tự tháp đó. Ủa tại sao cho lót vô lót? Nó phải lót ra như vậy đó mới được. Không lót ra làm tôi giật mình mệt mỏi lắm. Rồi ok. Thì hiện tại bây giờ mình đang cần nhiều hơn cái đá phát sáng này. Cái đá phát sáng này mình phải cần nhiều hơn nữa. Đó. Mà bây giờ đi vào địa ngục đó để mà lấy thì nó rất là khó khăn. Đó, cho nên giờ là mình sẽ quyết định là ta sẽ trao đổi với lại em dân làng linh mục. Em dân làng linh mục thì em ấy có bán cái đá phát sáng đó, cho nên là chúng ta có thể trao đổi với em ấy. Rồi ở hoài luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên đây để mà ta lấy cái thịt thối để mà trao đổi với em linh mục ha. Rồi hết trao đổi được ha, chúng ta có 24 cái rồi, đổi được có 6 cục. Thôi kệ đi, đổi được 6 cục thì ta cứ việc đổi từ từ ha, không cần phải gấp gáp làm gì cho nó mệt mỏi hết trơn á. Đó, tuy là nó hơi có mất thời gian một xíu, tuy là nó có hơi ít thật luôn, đúng là nó có ít thật, nhưng mà có điều là nó đỡ hơn cái việc mà chúng ta đi xuống dưới địa ngục, chúng ta chạy khắp chỗ này chạy khắp chỗ kia để mà mua từng cái để mà lấy từng cái một ha. Ô đây còn 24 cục nè, rồi lấy ra sử dụng luôn. Ồ, giảm giá luôn nè, còn 10 cục rồi thôi, không hết mua hàng được luôn. Rồi giờ mình sẽ đợi cho máy reset nhờ lại cái. Rồi thì nói chung là em ấy không bán cho mình nữa. Đó, và chúng ta chỉ có 12 thôi. Kệ, đổi từ từ. Đó, không có gắt. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra lại. Chúng ta có khoảng là gần 2 rương. Đó, hơn một rương đá, hơn một gương gạch đá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái công việc đó là farm đá thôi. 1 chấm đỏ vẫn là câu cũ, 1 chấm đỏ thì ngưng. Mình đã quay trở lại rồi đây. Và cái căn nhà này lại tiếp tục ôm. Oh no, rồi nhà lại ôm nữa rồi, lại hát hò mà thôi kệ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cái kim tự tháp đó. Ok, bây giờ nhà ôm quá rồi, cho nên bây giờ là mình chỉ có thể nói với bạn là mình sẽ hoàn thành cái kim tự tháp đó. Ban đầu thì mình dự định là sẽ cho 4 cái cốt luôn nha, 4 cái cốt chờ còn là 1 chấm đỏ thôi. Nhưng mà lúc mà đào ấy, thì mình đã quyết định là thôi mình sẽ chừa là 1 cây. Bởi vì đơn giản nếu mà mình dùng hết 4 cây luôn á thì chúng ta sẽ bắt xuống đi, chúng ta sẽ phải tốn công xuống dưới địa ngục để mà sửa thêm một đợt nữa, sửa lại cái cốt đó mọi người. Và cho nên là nó sẽ hơi là nó khá là mất công, cho nên là mình sẽ chừa là 1 cây để chúng ta có thể đào bới những cái phần mà chúng ta đặt sai ở vậy thôi. Ok. mình đã quay trở lại. Và sau 3 tháng này của cực thì kim tự tháp chúng ta đã cũng hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần gắn thêm vài cái đèn vào nữa là xong. Đó. Bây giờ hiện tại là cũng 11 giờ đêm rồi đó, cho nên là mình sẽ phải đi ngủ mà thôi. Đó. Nói chung là đại khái thì cái kim tự tháp của chúng ta nó đã hoàn thành rồi ha. Đó. Đó chỉ là cái phần nè, đây như bạn thấy là cái phần này nè, đây cái phần bên góc này của cái kim tự tháp là nó hơi tối một xíu đó, cho nên là mình đang có phân vân, đây là không biết là có nên làm cho nó thêm một cái cột nho nhỏ ở chỗ đó để kiểu như là một cây đuốc, một cái cây cột nho nhỏ chỗ đó, và nó có chức năng là phát sáng để cho cái kim tự tháp của chúng ta nó sáng lên một chút để tránh cái trường hợp mà quái nó spawn ra thôi, chứ cũng không có gì hết đó. Giờ hiện tại bây giờ là mình đang bị thiếu cái đá phát sáng này nghiêm trọng luôn đó. Mình có đây là mình như bạn thấy là mình có đi xuống đây, mình có rất là nhiều vàng đúng không đó, thì này là mình đi xuống dưới DN đó, ở lục Nether, Nether đó mà mình farm vàng đó, mình farm vàng thì nó rất là nhiều luôn đó. Mình farm nó cũng khá là lâu á, từ ngày nói chung là từ mình farm nó cũng khá là lâu luôn, farm tới ngày 411 luôn nè, nó tức là ngày hôm nay luôn nè. Đó, giờ mình đi lên mình đổi, mình trao đổi với mấy con dân làng nè, đó, mình sẵn tiện mình làm táo vàng luôn. Mình làm như đây táo vàng nè, đó mình có bao nhiêu quả táo là mình đem ra mình làm táo vàng hết, đó. Có khi nào sau này chuyển đổi sang ăn táo vàng luôn ta? Nhóm lắm mà, nhóm là sau này chuyển đổi sang ăn táo vàng nhóm lắm luôn á. Còn chuyện nào mà kiểu như là hết điều kiện rồi thì quay sang ăn cà rốt vàng thôi, chứ không có gì hết đó. Thì cơ bản là cái này nó cũng gần hoàn thành rồi đó. Nhưng mà mình thấy cái phần bên đây nè, đây cái phần bên đây nó hơi tối đó. Và mình đang phân vân là không biết có nên làm một cái cột nho nhỏ hay không đó, một cái cột nho nhỏ hay không. Và cái cột đó thì mình sẽ gắn đèn nha, gắn đèn cho nó sáng, nhưng mà mình làm giống hệt mấy cột này là thôi nghỉ luôn đó. Đó. Và thêm thứ hai nữa là mình thấy cái phần dưới đây nè, đây cái phần dưới đây mình thấy nó hơi trống trải một xíu đó. Mình thấy nó hơi trống trải, ban đầu thì mình dự định mình để như thế này đó, mình để như thế này rồi sau đó mình tiếp tục á, mình nâng cao lên đó, mình nâng cao lên như thế này đó, rồi sau đó cái mình là xây cao cao lên, rồi mình lại xây thêm một cái mặt phẳng nữa đó, rồi lại tiếp tục mình lại xây cho nó cứ lại việc làm vậy thôi, chứ khi nào mà lên tới đỉnh đầu của cái kim tự tháp thôi đó. Nhưng mà có điều hay là tới lúc mà kiểu như mình xây mấy cái đèn này nè, mình xây mấy cái đèn này để kiểu như cho nó phát sáng á, thì nó kiểu như là bị chiếm diện tích nhiều quá, cho nên thành ra bây giờ là cái phần mà đây, cái phần đỉnh này nè đó, cái phần đỉnh này nó hơi bị nhỏ xíu, nhìn nó hơi kỳ ha đó. Nhưng mà thôi kệ đi. Mình lười sửa lại lắm thiệt luôn, xây cái này đúng là cực thì có cực thiệt, nhưng mà đập ra nó còn cực hơn. Đập ra nó còn cực gấp đôi, đập ra nó còn cực dữ nữa đó, cho nên là thôi ha đó. Rồi đâu rồi ông Linh Mục của chúng ta đâu rồi, đây, ông Linh Mục đây. Vẫn chưa reset nghề. Hiện tại giờ mình có vàng là nhiều nhất thôi, chứ ngoài vàng cho mình chả còn gì nhiều nhất cả. À quên, thịt thối mình cũng có khá là nhiều ha đó. Rồi mình đã kiểu như nó sử dụng hết 2 con mắt Ender đó. Mình sử dụng hết 2 con mắt Ender của mình để mà đi xuống dưới địa ngục luôn đó. Đi xuống dưới địa ngục một lần là để một lần thì mình đi xuống thì mình kiểu như là mình thấy cái gương đồ mình ở phía dưới, nó vẫn còn phía dưới á, mình đem lượm về, mình lượm đem về để trên đây, xong rồi sau đó mình xuống dưới lần 2 đó. Giờ thế là chúng ta đã mất hết 2 cái mắt Ender luôn, vậy hải ngọc Ender luôn ha. Rồi mình sẽ tạm dừng tại đây, sáng mai thì mình sẽ quay tiếp. Ok thì để thử xem là đấy, ngày mai mình suy nghĩ thử là chúng ta có nên cho thêm vài cái chi tiết vào trong cái kim tự tháp này hay không đó. Chứ mình thấy nó hơi chống chải một xíu, thật mình thấy nó hơi chống chải đó, cái phần đáy này đây, cái phần đáy thì mình thấy nó hơi chống chải một xíu đó, vậy thôi. Rồi mình thoát game rồi, hẹn gặp lại bạn vào sáng mai. Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay chúng ta đã quay trở lại. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 1000 ngày sinh tồn, cho 1000 ngày hôm qua thôi chứ cũng chả có gì đâu đó. Rồi thì từ sáng tới giờ là mình gọi là tới thời điểm bây giờ là mình phải cảm thấy gọi là thích hợp để quay video, bởi vì đơn giản là nó khá là yên tĩnh, chứ lúc nãy là nó hơi ồn. Giờ buổi sáng đây, buổi sáng rồi buổi trưa thì nhà mình nó khá ồn, nó không phải là khá ồn nữa mà nó rất là ồn đó, bởi vì đơn giản là chỗ mình dưới quê mà. Ở dưới quê thì nói chung là buổi sáng thì người ta thức khá là sớm. đó. Con riêng mình là thức trễ thôi chứ không có gì cả, riêng bản thân mình là thức trễ nhất thôi đó. Còn những người khác thì kiểu như là người ta kiểu như những người lớn tuổi các bạn, lúc trước thì kiểu như là người ta sống bằng nghề nông quá, cho nên là cái việc người ta đã làm quen với cái việc đó là thức khuya, dậy sớm rồi đó, cho nên thành ra là người ta thích cái thói giờ người ta vẫn duy trì cái thói quen đó cho tới bây giờ. Còn riêng mình thì lúc nhỏ thì thức thì khá là khuya, nhưng mà có điều ngủ quay đúng rồi, thức thì khá là khuya, nhưng mà ngủ thì rất là trễ, nhưng mà thức thì khá là trễ bạn. Thức thì khá là trễ cho là ngủ á, thì rất là khó ngủ, nhưng mà một khi là ngủ rồi ngủ tới trưa luôn đó. Chung mà nó kinh già, nói chung mà nó cũng bù qua sắp lại thôi chứ cũng chả có cái gì hết. Dạ cái em bán cái em lên một của tôi đã mất tiêu nữa rồi đây. Em ấy vẫn chưa reset nghề, quên từ sáng giờ có vô game đâu mà reset nghề. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ gọi là tiếp tục cố gắng để hoàn thành cái kim tự tháp đó, để mà gọi là mình hoàn thành xong nó luôn đó. Và mình đã có một quyết định rồi, đó là ta sẽ gọi là cho thêm một cái cột nữa, một cái cột to đùng ở phía cái phần đỉnh của cái kim tự tháp này, cái bên đây nè đó. Còn cái phần dưới đáy này thôi cái để đại đi, khỏi cho cái gì đâu, bởi vì đơn giản nó cho thêm nữa nó mệt đi lắm, thiệt nó mệt lắm đó. Dạ tất nhiên là số đá mà mình farm thì nó bị dư rồi, nó không có thiếu ha. Rồi vậy hiện tại thì chúng ta đang bị thiếu cái đá phá sáng này hơi bị nhiều luôn đó, mà cái con dân làng của chúng ta thì vẫn chưa chịu reset nghề, cho nên là thôi mình sẽ đi xuống cái địa ngục, mình cố gắng mình tìm kiếm mình lấy luôn cho nó lại à bạn, chứ đợi con nó reset nó hơi lâu. Nếu như mà nhiều con thôi, nhiều con thì mình có thể đợi và tầm vài phút thì được, nhưng mà có một trong đó con thì nó hơi lâu ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống cái địa ngục để mà lấy thêm cái đá phát sáng này, để mà ta đem về ta gắn vô cái game tự tháp của chúng ta cho nó hoàn thành luôn. Mình đã quay trở lại rồi đây hả, và chúng ta đã kiếm được hơn một stack đá phát sáng, cũng khá là nhiều, nhưng mà không biết là với cái phần còn lại của kim tự tháp của chúng ta thì nó có đủ dùng hay không. Dạ mình vừa mới ngủ dậy luôn đó, nè đó, mặt trời vừa lên đó. Hôm nay là ngày 413 rồi, ok 413, vậy là còn tầm khoảng đó là 87 ngày nó mới được tới 500 ngày 87 ngày nó mới được 500 ngày nha. Ôi trời ơi, không biết cái chừng nào tôi mới kết thúc nổi cái series này đây. Đã khoảng hơn 10 tập rồi đó, hơn 15 tập hay 16 17 tập gì đó. Em như mình nhớ hình như là 19 tập rồi phải. Được 19 tập rồi đó, được 19 hay là 20 tập gì đó, cái này mình cũng không nhớ rõ lắm. Cái này cái series này nếu mà vẫn còn tiếp tục kéo dài nữa thôi chắc mình quả chết luôn quá. Mình vẫn còn khá là nhiều cái dự định trong đầu vẫn chưa thực hiện được. Mình cứ nghĩ là cái này nó sẽ nhanh lắm cơ, cái dự định này là mình sẽ cái series 1000 ngày nè, mình nghĩ là nó sẽ qua nhanh thôi, ai ngờ đâu nó lại chậm chạp tới mức độ này. Người ta còn 1000 phá đảo thế giới sa mạc rồi phá đảo ngoài nước nữa, mà cứ này mà cứ cái 1000 ngày này nó cứ ám hoài luôn, không biết tới chừng nào nó mới chịu bỏ mình ra đây. Mình có dự định là sẽ kiểu như là làm phá đảo Minecraft rồi thế giới chỉ toàn là sa mạc nè, phá đảo Minecraft thế giới chỉ toàn là nước nè đó. Rồi còn có nhiều cái thế giới khác nữa, nếu như mà mình cảm thấy là mình cái thế giới đó nghe, cái thế giới đó có thể phá đảo được thì mình sẽ phá đảo, mình sẽ làm một cái video về cái thế giới đó, thì mình sẽ cố gắng phá đảo về cái thế giới đó ha. Còn thế giới đó mà không phá đảo được á thì mình sẽ làm 100 ngày đó. Nhưng mà mình nghĩ là sau cái series 1000 ngày này thôi mình không có còn 100 ngày 100 ngày nào nữa hết trơn. 1000 ngày là đủ lắm mày, theo 100.000 ngày này nó chắc 100.000 ngày này, 100 ngày lộn 100 ngày nó chắc tôi tăng xong chết luôn. Ok hay quá, nó dư luôn nè, còn dư lại 44 cục. Giờ mình đã lót hết tất cả đèn sáng vô đây rồi. Đó, và mình đang có dự định là sẽ làm cái cột đây đây, không, một cái cột cao thiệt là cao đây. Bởi vì cái phần này nó hơi tối. Okay. Cái phần này nó hơi tối này, cho nên mình sẽ dự định mình làm một cái cột ở đây ha. Đó, và mình vẫn chưa biết là làm cho nó rộng ra bao nhiêu đây. Đó, là bự quá thì nó bị dướng với cái cột này. Làm bự quá thì nó dướng với cái cột này, mà làm nhỏ quá thì nó nhìn thấy kỳ. Đó, không biết nên làm như thế nào. Một là lót đèn nè, đây, một là lót đèn cho đây luôn. Còn hai làm cái cột rồi sau đó gắn đèn vô trong cái cột đó, gắn cái đá phát sáng này nè vô trong cái cột đó. Đó, có hai phương án đó, vậy thôi à. Rồi để mình xem thử bên trong coi. Đó, bên trong thì khá là sáng sủa, mà đồng thời nó cũng hơi tối ha. Chung là cũng không có sáng gì mấy, là nó cũng hơi tối. Ok. Đó, và cái chỗ này, đây cái chỗ này, đây cái phần này thì mình sẽ biến cái chỗ này thành một cái nơi trao đổi hàng hóa với tụi dân làng. Ok, và bây giờ thì ta đi về thôi. Đó, cái game tự tháp này hiện tại bây giờ cứ coi như là tạm ổn, gần xong. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là cố gắng để cho cái tụi dân làng nó đẻ. Mới cố gắng mà là sẽ là làm cho tụi nó đẻ. Đó, mình sẽ đập bỏ cái chỗ cái chỗ nhốt của tụi nó ra, rồi mình sẽ đưa hai con thôi, mình chỉ cần hai con thôi. Mình sẽ vận chuyển hai con vào một chỗ và mình sẽ ném cà rốt cho tụi nó đẻ ra, rồi sau đó mình sẽ bắt từng con baby một đem lên mà thôi. Đó, rồi mình sẽ làm cho mình một cái chỗ mà để mà kiểu như là cho tụi nó vào trong đó đó, rồi dẫn một con zombie vào rồi để cho zombie đánh tụi nó, rồi sau đó mình sẽ chữa trị cho tụi nó, rồi để mà tụi nó kiểu như là giảm giá cho mình đó, vậy thôi chứ không có gì đâu. Ok, rồi số. Và muốn chữa trị cho tụi nó thì mình phải có búa địa ngục, mà bây giờ mình vẫn chưa tìm được cái pháo đài địa ngục đó, thì lấy gì mình lấy đâu ra búa địa ngục đây. Đó, nhưng mà thôi kệ đây, bây giờ thì mình sẽ gọi là đây rồi, nhìn gì ổn không ta? Theo như các bạn nhìn gì ổn không? Tôi riêng bản thân mình nhìn thì mình thấy nó hơi kỳ kỳ, mình cứ nghĩ nó đè, mình nghĩ là xây xong thì nó sẽ kiểu như là đẹp đẹp thôi, nhưng mà có đè, nhưng mà cuối cùng xây xong thì nhìn thấy nó xấu phải nồi. xấu phải nồi thiệt, xấu phải nồi luôn, không có gì ra gì cả. Rồi, rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là lên internet để mà xem thử là cái cách nhốt của tụi dân làng, cái cách mà kiểu như để cho dân làng nó giảm giá bạn. Đó, chúng ta xây một cái hệ thống để mà kiểu như nhốt tụi nó vào trong đó như thế nào. Đó, mình không nhớ cái cách nhốt của tụi nó vào trong. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ có cái này đi, kệ đi bạn, 1000 ngày là cho nó trôi qua thoải mái đi. Đó, cho ngày nó trôi qua thoải mái đi. Đó, bây giờ mình quải lắm rồi. Đó, ok rồi, ok. Đó thì mình đã biết sơ sơ ha. Đó, nói chung là mình đã biết sơ sơ rồi. Đó, rồi đây bây giờ thì chúng ta cần phải có những cái bê tông. Đó, bắt buộc phải là bê tông dính nha, không phải bê tông dính thì người ta không có chịu. Đó, rồi bây giờ thì ta cần phải có emerald đây, vàng đó rồi, vàng của tôi đâu, để tôi lấy ra tôi đổi với em ở trong kia rồi. Ở đây có 3 cái bê tông nè, có mấy cục slime luôn, slime thì trong đây thế giới này có đầy à, yên tâm, slime trong thế giới này có đầy, chúng ta không cần phải lo về cái việc đó. Ok, bụp. À, rồi và trapdoor nè, trapdoor rồi redstone nè, cần gạt, mình cần phải có cần gạt nữa, cần gạt thì ok thôi. Không biết có còn que không nha. Rồi xong phim, không còn que luôn. Ok, không còn que thì thôi mình sẽ đi. Rồi mình sẽ xem thử, ta sẽ xem thử là ta còn một cái mồng cây nào hay không. Vẫn còn, ok, vẫn còn. Thì mình sẽ gọi là quên, hết bột xương rồi, lấy đâu nữa mà farm. Bột xương hết sạch, không còn farm được nữa. Rồi vậy là mình phải đi lên trên kia, mình đi lên trên kia mình chặt cây cái bạn ơi. Hả? Và trước khi đi thì mình nghĩ là đi luôn đi, mình tính đi ngủ mình thôi, kệ bà đi. Lên luôn trước khi trời tối. Đi nhanh luôn trước khi trời tối. Rồi, tôi đi ngủ cái đi. Con bây giờ không ngủ được. Chém luôn, còn mình đi chém luôn. Ok. Ở đây có cái vật không ngủ được thôi, tao đi xuống dưới tao ngủ đi đâu. Rồi đơn giản mà. Thôi. Rồi, đi ngủ cái đi. Mình đã chế tạo cho mình được 40 cái que. Đó, nói chung là mình nghĩ như đây cũng đủ rồi. Ok, bây giờ thì xong tiện đi lấy xương luôn. Nó lấy xương đem dưới. Phải thịt thúi mình đem đi lấy đi trao đổi chơi ngày không còn nữa. Giờ là chỉ có dưới địa ngục mới còn nhiều thịt thúi thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong nhà. Đi vào trong nhà cái mới được. Đào. Sao mà không biết ý tứ gì trơn vậy? Gì thế ớn nè. Rồi đi vào. Mở cửa ra. Rồi. Ăn vô một cái. Đây rồi, đâu rồi. Đây để mình xem thử. À đúng rồi. Mình đang cứ lay quay, mình không biết là bây giờ mình đang muốn làm cái gì. Đó, lâu bị quên. Già rồi nó cũng khổ. Mình trí nhớ nó không được tốt và cái này không cần. Rồi, nói chung là bây giờ hiện tại chúng ta đang gọi là đồ đạc cũng khá là đầy đủ rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chế tạo thêm bít tông. Bít tông thì lại cần gỗ. Trời ông chợ chiêu người vậy, hơi quá, có đem theo bột xương xuống nè. Không đem theo bột xương xuống là hơi bị mệt luôn á. Đây, gỗ gì? Gỗ đây, có gỗ liền. Ê, chết. Tắt cái đi. Đó, ta vứt cái này vào. Đó. Rồi mình sẽ đi farm cây một cái. Ta sẽ lấy một ít gỗ, sau đó mình sẽ gọi là chuẩn bị đồ đạc cho nó đàng hoàng hết. Rồi sau đó ta sẽ đi vào kim tự tháp chúng ta để mà gọi là lắp đặt một cái hệ thống để mà cho những cái tụi dân làng nó có thể giảm giá để mà mình có thể thỏa sức mà mua đồ. Ok, mình đã chuẩn bị đồ đạc cũng tương đối là đủ rồi. Đó. Nói chung là đây một ít thôi. Đó. Thì nó không thể nào mà nó gọi là mình hiện tại bây giờ mình vẫn chưa đủ đồ để mà gọi là thiết lập hết toàn bộ nguyên khu này. Ok, mình chỉ có một ít thôi, mình chỉ có một ít vừa. Đó. Để mà kiểu như mình làm thử, bởi vì thứ nhất đó, là mình chưa có thử mình làm cái hệ thống giảm giá này bao giờ cả. Đó, cho nên là hiện tại bây giờ mình có bao nhiêu mình làm hết bấy nhiêu đi. Đó, với lại hiện giờ là đồ mình nó cũng đang bị thiếu nữa, cũng bây giờ đi kiếm thì nó cũng khá là lâu đó, cho nên giờ là mình là có bao nhiêu mình làm trước bấy nhiêu đi. Ok, rồi bây giờ thì đây mình sẽ chặn lại cái chỗ này như thế này. Đây sẽ là cái chỗ con nhân làng đứng này. Đây con nhân làng sẽ đứng ở đây đó, và mình sẽ chặn lại như này đó, chia ngăn ra như này đây. Ok, đào cẩn thận. Ê rồi xong, vừa mới nói đào cẩn thận xong, bây giờ đập lỗ, đập đúng một lỗ rồi. Rồi đi bỏ luôn. Ồ, hiện tại giờ đá nhà mình vẫn còn đang rất là dư dả, không sợ. Cẩn thận nha. Lọc là đào ra một cái là quải lắm luôn á. Rồi ở cái chỗ này thì mình sẽ gọi là ê pha. Có gì đó hơi sai. À, không, đúng rồi. Mình tính lộn. Đây, cái chỗ trong đây sẽ là cái chỗ con zombie đứng. Ok. Còn cái chỗ này sẽ là chỗ con dân làng đứng. Rồi nha. Rồi, chỗ dân làng đứng thì mình sẽ đào ra như thế này. Rồi đặt một cái bít tông hướng lên trên như thế này. Rồi đặt một cái bít đặt rồi để cho nó đặt như này. Đó. Rồi đâu để thử coi. Theo như thiết kế góc á, là người ta sẽ nói đá đỏ. Đâu để thử này, lấn lên được không? Cho mình thử, mình lấy mình mà làm thí nghiệm kìa. Ok, như vậy thì nó vẫn còn có thể là như vậy thì cái con dân làng nó có thể đi ra được. Ok, đúng rồi. Nè. Đây sẽ là cái redstone của chúng ta, còn ở đây sẽ là cái một cái khối gọi là cái khối chức năng mọi người. Đúng rồi, khối chức năng á, cái khối mà chức năng á, khối mà giúp cho tụi dân làng có thể mà học nghề được á. Ok, khối đó là gọi là khối chức năng ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đập này ra đi, chỗ này để gì nó hơi xấu. Rồi thiệt tình chứ cái tivi thiệt tình bực mình cái tivi lắm đó nha. Rồi bây giờ tương đối là ổn. Đâu chỗ này không biết, như vậy con zombie nó có thể đánh được con dân làng nhỉ, hay là xuống phía dưới. Đây là xuống phía dưới như thế này con dân làng nó bị đánh ta. Mình cũng không hiểu rõ cho lắm, cái này là mình làm theo trên mạng ha, chứ mình cũng không biết rõ lắm ha. Ok, không biết để gì thì con nhân là bị đánh không đó. Đâu để mình thoát cầm mình xem lại coi. Dù cái tv bị nó ồn quá. Rồi ok bạn ơi, nói chung là mình xem lại thì nói chung là nó đúng rồi đó. Bạn thiết kế thì nó đúng rồi đó. Nhưng mà có điều mình cảm thấy nó hơi sai sai. Đó là bởi vì sao? Thứ nhất là đây, như đây nè, con dân làng mà nó đứng ngay ở đây nha. Cái con dân làng mà nó đứng ở chỗ này thì nó vẫn còn một nửa. Ok, thì nó vẫn còn một nửa. Thì nói chung là nó vẫn còn một nửa thôi, cái nửa phía dưới, cái phần nửa phía dưới giò á. Thì cái kiểu này thì con zombie nó vẫn có thể đánh được theo như logic nha. Logic ngoài đời thì con zombie nó vẫn đánh được. Nhưng mà logic trong game thì mình không biết như thế nào. Đó, cái đó mới là cái mệt mỏi là chỗ đó đó. Đây. À, và trên đầu của con dân làng này theo như mà thấy đó là ở trên lầu này, ở trên phía đầu này thì cái bản thiết kế đó là người ta gắn cái xà láp chứ không phải là gắn cái cục đó. Đây nè. Ôi, tụi bực mình cái tivi nó lắm rồi đó nha. Đào này ra thì lại lũng bên ngoài. À, lũng ngoài thế nó mới đau. À, vậy nó mới hài vậy đó. Bây giờ một á, là mình phải dời nó ra một chút. Ok, có nghĩa là một á, là mình phải dời nó xích ra, dời con dân làng xích ra đứng ở trong này nè. À, còn hai á, là mình phải bắt buộc để con dân làng đứng vậy luôn nè. Ok, đứng ở chỗ không gian chật hẹp như lúc nãy mình đứng vậy đó. Vậy thì nó bị mất hết diện tích của mình. Mà thôi kệ đi, chỗ này mình cũng đâu có làm gì đâu. Chỗ này mình cũng đâu có làm gì nhiều đâu, cho nên là mình cũng không quan tâm lắm. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái này luôn nha. Và cái mình sẽ cũng không nói chuyện đâu, bây giờ đơn giản là cái nhà nó ồn quá rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần giai đoạn tiếp theo của công việc của mình. Thì như bạn thấy đây, mình đã làm xong cái hệ thống gọi là giảm giá rồi đó. Thì đây các bạn thấy nó quen không đó. Thì ban đầu đó là mình định làm như thế này, sát vách tường luôn nè. Đây bắt đầu mình định làm sát vách tường luôn đó. Nhưng mà cái chỗ này nè, đây nè, đây cái chỗ này khi mà con dân làng đứng trên đây á đó, thì chỗ trên đây nè, phía trên đây nè, đây thì con dân làng nó bị dướng một xíu đó, nó bị dướng một xíu đó. Thì mình đã nói với bạn là mình đã quyết định là mình sẽ dời ra đó. Mình sẽ dời cho nó xích ra một xíu. Ok đó. Đó, nhưng sau khi mà mình dời xích ra rồi đó thì mình cảm thấy là chúng ta không được nhiều con lắm. Như bạn thấy ở đây, đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 đó, 8 con dân làng nha, mỗi một chỗ là tương ứng với 8 con đó. Đó, khi mà mình dời xích ra đó thì mình cảm thấy là chúng ta không chứa được nhiều con dân làng cho lắm, cho nên là mình đã quyết định là mình dời ngược vô trở lại như cũ. Mình đã dời ngược lại, mình đã dời ngược vô trở lại như cũ đó. Và ok đó, thì mọi thứ đã thành công đó. Thì nói chung là mình đã dời mọi thứ là y hệt như cũ luôn, như ban đầu đó. Đó thì như hình lúc nãy mình nói với bạn là gì, lúc nãy mình nói với bạn là mình sẽ dời ra đó, dời cho cái chỗ này nè, nó xích ra ô bên đây đó. Nhưng mà mình thấy ha, nếu như mà mình dời ra thì diện tích nó bị thu hẹp lại và mình không thể nào chứa được nhiều dân làng, cho nên là mình đã quyết định mình dời ngược vào như cũ. Và thế là đây thì mình cũng có bắt một con dân làng nha, đây mình có bắt một con dân làng luôn đó. Mình làm, mình bắt một con nhân là để mà làm thử đó, mình thử coi đó, mình làm thử coi với trong bụng mình hy vọng là hy vọng là nó sẽ được, hy vọng là nó sẽ ok, hy vọng là nó sẽ thành công. Và kết quả là gì bạn thấy không? Thất bại. Trời ơi, lúc nãy dời ra một cái là ngon rồi, không chịu đâu, cố tình đi ghép lại làm chi không biết. Hồi nãy dời ra là ngon rồi, tự nhiên đi hạ tiện, đi gút ngược lại làm chi. Rồi bây giờ ha, là thất bại. Bây giờ là phải dỡ hết ra này, phải đập bỏ hết tất cả luôn để mà ha, gắn lại từ đầu. Trời ơi, nó mệt. Ok, thì cái đó là cũng lỗi tại mình thôi bạn, là do mình hà tiện quá thôi đó, do mình hà tiện quá thôi đó. Đây đó, đây thì ban đầu á, cái chỗ này là nó bị dướng logic của game đây nè. Lúc nãy là ban đầu cái chỗ này là nhiêu, ban đầu cái chỗ này là nhiều một lóc đúng không đó, thì mình sợ khi mà cái con dân làng đứng vậy nè là con zombie nó sẽ kiểu như là đánh được con dân làng đó, đánh được con dân làng là lúc đó con dân làng của chúng ta nó sẽ chết đó, nó vậy đó. Nhưng mà không, mọi người bình thường đó, vẫn bình thường nha, vẫn bình thường đó. Đó, mình cứ nghĩ không, cái đó là mình suy nghĩ theo logic ngoài đời thôi đó, logic ngoài đời thôi. Nhưng mà logic của game nó là logic của game nó là không có sao hết đó. Mày để thoải mái đi đó, logic của game nó là như vậy. Nhưng mà mình không chịu, mình cãi, mình không làm theo. Cuối cùng bây giờ là mình đặt lộn, mình đặt sai tùm lum chân. Giờ mình phải đọc ra, mình sửa lại. Hài hước chưa đó. Ok, cái này là do lỗi mình thôi chứ không phải là do lỗi ai cả. Ok đó, và ở trong đây là cái con Mindin đây, đây con Mindin nè đó, đó con Mindin nè, mình bắt cái con Mindin này qua đầu tiên luôn nha đó. Giờ mình định đưa nó vào đây mình thử nghiệm nó luôn, nhưng mà sau đó mình sực nhớ lại khoan, nếu như mà thất bại thì sao, cho nên là mình đã quyết định mình quay ngược trở về nhà, mình bắt thêm một con dân làng nữa, mình đem nó lại chỗ này để mà mình thử nghiệm xem là cái hệ thống của mình nó hoạt động tốt hay không. Và thế là tên thất bại, nha đó. Thì các bạn sẽ hỏi mình là ở vậy thì cái con dân làng nó có biến thành thay ma zombie không, thì nó có các bạn, nó có biến thành thay ma zombie nha đó, nó có biến thành thay ma zombie nha đó. Đây nè, giờ mình đập bỏ này luôn nè đó, mình đập bỏ này luôn. Bây giờ đơn giản khi mà mình dẫn chuyển dân làng vào đây á, đây nè, cái chỗ này nè. Đây nè, cái chỗ này nè, đây cái chỗ này khi mà mình đặt cửa sập vào, cái này là ô nhiêu, ô này là ô 41 đúng không? Ủa đâu phải, cái này đây này, đây là 41 đúng không, đây là 41 nè. Đây thì khi mà mình đặt cái cửa sập này vào nó là 40.1, nó là 40.1 nè đó, cho nên thành ra là nó hơi bị dướng một xíu đó. Cái con cái đầu của con dân làng đây này, đây đây, đập bỏ cái này ra là 41 luôn nè đó. Khi mà mình đặt cái này vào, đặt cái cửa sập này vào, chết đây, khi mà mình đặt cái cửa sập này vào nè, nó là 41,187 đó, như bạn thấy cái tọa độ đó đúng không đó. Thì cái con dân đàn nếu như mà nó đứng đây nè đó, thì nó bị dướng cái đầu một xíu đó, nó bị dướng cái đầu một xíu đó. Và mình đã có thử vận chuyển nó vào nhưng mà không được bạn, nó vận chuyển nó vào nhưng mà nó toàn nhảy ra ngoài mà nó bây sao bây giờ chẳng là nó bị dướng, cho nên do con dân làng nhảy ra ngoài nha đó. Và thế là mình đã quyết định là mình đập bỏ mấy cái này đi đó, mình đập bỏ mấy cái cơ sập này đi nè, và mình thả một con zombie vào đây xe, rồi sau đó là mình thử xem là nó hoạt động tốt hay không. Và có nha, con zombie nó có bề, con dân làng nó có bị biến thành zombie nha đó. Nhưng mà có điều á là nó không đứng yên một chỗ đó, thay vì nha, đây mình giải thích đây, như lúc các bạn gạt cần gạt nó xuống nè là con dân làng nó sẽ đứng đây cho con zombie ra nó đánh. Vì sao? Bây giờ đơn giản là nó bị dướng rồi đó, nó bị dướng cái đầu của nó rồi đó, nó không thể nào đi được đó. Đó, đánh xong nó bị biến thành thay ma zombie đó, thì nó biến thành xong thì nó bị biến thành thay ma zombie xong thì nó vẫn đứng yên thôi, nó vẫn đứng yên như chỗ này, nó không chạy đi đâu hết đó. Giờ mình chỉ cần gạt cái cần gạt này lên và thế là ta sẽ đưa được cái máy lên trên đó, ta sẽ đưa được cái em zombie dân làng lên trên đây đó, và ta chữa trị cho em và em sẽ giảm giá đó. Nhưng khi mà mình sửa lại thiết kế đó, nào bằng cách là mình đập bỏ cái này của người ta đi vậy thế là cái con dân làng nó bị zombie đánh, nó sợ quá, nó chạy dòng này nó chạy vòng chỗ này đó. Và khi mà nó bị đánh, biến thành thay ma zombie á, và thế là nó chạy lòng vòng xung quanh đây luôn. Hay ghê đó. Và rất là hên nha, cái con dân làng mà mình đem ra thử nghiệm không phải là con Mendin nha, Chứ mình mà chơi ngu á, mà đem comedy ra thử nghiệm lúc đó là khóc không ra nước mắt luôn, nói thẳng một câu như vậy. Rồi ok. Rồi thì cái này thì chỉ thông báo cho bạn biết được sơ sơ vậy thôi. Chứ không có cái gì đâu. Đó, nói chung là mình chỉ muốn thông báo cho bạn biết là mình đã làm được tới đâu rồi, mà mình đã bị sai cái gì đó, nó thua đó. Giờ bây giờ là mình phải đọc hết tất cả cái đống này ra cho mình sửa lại. Oh my god. Trời ơi, thiệt tình cái thiết kế của người ta nó đúng rồi, tự nhiên đi sửa lại làm chiêu. Thiệt tình cái thằng gì đó không biết điều rồi gì chứ. Ok, thì mình nghĩ là mình sẽ phải tạm dừng video đây thôi các bạn ơi. Đó, thì ngày mai mình sẽ chơi tiếp. Thì mặc dù bây giờ chỉ mới có 7 giờ thôi, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy nó khá là buồn ngủ. Thì thứ hai đó là mình gặp một chút vấn đề với cái thiết kế hệ thống giảm giá của tụi nhân làng rồi đó. Tức có nghĩa là như thế này, đó là cái thiết kế của chúng ta đây, cái hai cái mà mình xem ở trên mạng á, là chỗ này nó lót cái chắp đo đúng không đó. Nhưng mà bây giờ mình phát hiện lại á, nếu như mà chúng ta lót cái chắp đo á, thì có một cái khả năng, này không biết là có cao hay không, khả năng nhỏ hoặc là cao, cũng có thể là cao nha. Đó là cái con nhân làng nó có thể đi lọt qua được. Ok, nói con nhân làng nó có thể đi lọt qua được nha. Đó, bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là bản thân mình đã đi lọt qua được rồi. Đó, thì con nhân làng thì có khả năng nó có thể đi lọt qua được. Đó, mà nó đi lọt qua như vậy ha, thì đảm bảo là nó rất là phiền thật luôn. Nó mà đi lọt ra ha, là cho chúng nó mà không, thứ nhất á, một khi mà nó xuống đây nó bị con zombie đánh rồi á, nó phải đứng yên chỗ này luôn chứ nó không được đi đâu hết. Chứ nó mà đi lòng vòng đi à. Đó, cái đây nhà mình không thể nào mà mình chữa trị cho nó được đó. Thế là mình đã nghĩ ra là cái việc là mình sẽ ướp một cái slab đây, slab cơ mà đây, mình đã quyết định là mình sẽ ốp cái slab ở đây rồi xong đó. Mình quyết định mình ốp cái slab đây đó, thì ốp cái slab đây nó không đi ra được đó. Nhưng mà có điều là zombie có đánh được hay không thì mình cũng không biết luôn đó. Đó, cho nên là hiện tại mình đang gặp trục trặc về cái hệ thống này, nó là như vậy đó. Cho nên bây giờ thêm cái nữa là cộng thêm cái nữa là mình đang bị buồn ngủ nữa đó. Cho nên là thôi, có thể là sao mình cần phải nghiên cứu lại đó. Mình nghĩ là mình nên kết thúc dừng công việc đó, là xây cái kim tự tháp này đây để mà mình nghiên cứu lại. Ok đó, vậy chứ ở trong đây chứ mày mò trong đây hoài, cái kiểu như là đập ra rồi gắn lại sửa tới sửa lui, chắc là mà nó hư nguyên kim, nó hư nguyên kim tự tháp mình luôn, thì luôn nó thẳng xong rồi á. Rồi hẹn gặp lại bạn nhau ngày mai là thoát game đây. Ok, bye bye. Vâng, và chúng ta đã quay trở lại. Và hôm nay là bây giờ là 7 giờ tối rồi. Bây giờ là 7 giờ tối rồi, thì lúc trưa thì mình đã định quay rồi, nhưng mà có điều là lúc trưa thì cái chỗ mình đang làm đường á, cái xe của mình đó bạn, cái đường này nó cũng khá là dài á. Đó, thì cái xe đó nó chỉ làm được tới ở phần đoạn đường nó tút lút vậy thôi đó, làm được cái đoạn đường đó, ở xa đằng kia kìa đó. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì nó bắt đầu nó làm tới ngay chỗ mình đó. Cái đoạn đường nhà, nói chung là cái đoạn đường nhà mình đó, là đoạn đường đất đó. Thì bây giờ kiểu như người ta đang kiểu như là người ta làm lại cho nó trở thành bê tông đó. Đó. Đó, thì cái đoạn đường này nó khá là dài đó. Thì lúc trước thì nó làm ở tốt lúc kia kìa, nó làm tốt kia kìa, rất là xa nhà của mình đó. Thì nó làm từ từ thì tới ngày hôm nay thì nó làm tới chỗ mình luôn rồi đó, cho nên là nó khá là ồn đó. Và thứ hai nữa là mình cũng khá là lười đó, không hiểu sao bữa nay mình lười quá trời luôn, cho nên là bây giờ mình mới bắt đầu mình vào mình quay đây đó. Ok thì đây chưa gì chuẩn bị ở rồi đây thì khoan đâu rồi đây, như các bạn đã thấy nè, thì như lúc nãy thì trong một cái đoạn giữa, đoạn nào của video đó thì mình đã nói là mình đã thay đổi thiết kế lại đúng không đó. Mình thay đổi cái thiết kế lại thì chết, mình thay đổi cái thiết kế lại đó là mình lót cái chỗ này là một cái miếng slab hay gì, là một cái cửa sập đúng không đó. Thì mình không biết là nó có hoạt động hay không đúng không đó. Thì mình đã có thử nha, mình tạo một cái thế giới khác rồi sau đó mình làm lại cái thiết kế y hệt như vậy nè. Nó làm một cái thiết kế y hệt như thế này thì nó đã thành công các bạn, nó đã thành công nha đó. Con nhân làng nó đứng vào trong đây nè, nó đứng vào trong đây rồi đây, con nhân làng nha, nó đứng được vào trong đây rồi, nó không có chạy đâu được luôn đó. mà khi mà con zombie nó vẫn đánh được luôn nha, con zombie nó vẫn đánh được đó, nhưng mà con dân làng vẫn không chạy đâu được hết đó. Ok, thành công nha, thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải đập hết toàn bộ ra chỗ này, sau đó mình sửa lại thôi chứ không có gì hết trơn á. Rồi đó thì bây giờ thì chỉ thông báo vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là hoàn thành nốt cái chỗ này để mà chúng ta vận chuyển mấy em dân làng lên đồ các kiểu, đúng không, để mà mấy em giảm giá đồ. Mấy em bán đồ mắc quá chịu không có nổi luôn à, bán đồ mắc quá thì chịu cho nổi, đúng không đó. Rồi hẹn gặp lại bạn sau một chút xíu nữa. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây đó. Thì đây nói chung là ta đã sửa lại hết tất cả mọi thứ rồi, nói là tất cả thì cũng đúng không đúng lắm, bởi vì đơn giản là đây 1 2 3 4 5, mình mới chỉ làm có 5 cái mà thôi. Còn 2 phần đây, còn đây 1 cái, đây 2 cái, đây 3 cái, còn 2 cái còn những cái phần ở đây thì mình vẫn chưa làm nha, bởi vì mình chưa biết là phải đặt thêm những cái nghề nào các bạn. Như nghề này đây, cái nghề này thì chúng ta sẽ có giường, chúng ta sẽ có giường với những con dân làng, mà có giường với những chúng ta có thể được mua được giường nha, mua được những cái giường từ những con dân làng. Ok đó, rồi từ đó ta lấy những cái giường đó ta đem đi phá, ta đem đi phá bét ra, ta đem đi để mà tìm ra đồ rai ha đó. Rồi đây thì trao đổi sách đó, mình có bỏ con dân này ở đây đâu này, con này là con Mendin luôn nha, đây Mendin luôn đó. Đó mình có đưa nó vào luôn đó, đưa nó vào được luôn ha đây. Rồi bên đây thì là cái bán thợ làm cung tên nè, mình cũng đưa nó vào luôn rồi đó, đưa nó vào luôn rồi ha, đây cũng xong hết trơn luôn nè. Còn đây là nông dân đó, thật ra là ban đầu là mình cũng hết biết trao đổi gì bạn ơi đó. Như đây nè, đây cái này nè, cái này mình sẽ cho vào, cái này mình cũng sẽ cho vào đây, cái đó mình cũng sẽ cho vào đó. Nhưng mà đó thì sau khi mà mình quyết định nên là mình sẽ đưa 3 cái nghề này nó trao đổi hết tất cả với nha, trao đổi mình sẽ cho tất cả những con dân làng lên trên đây á, họ sẽ học những cái nghề này đó. Len nè, sách nè, rồi cái bàn làm cung tên nè đó, mình sẽ cho những con dân làng ở đây học những cái nghề này đó. Thì tới lúc mà khi tới đây nè thì mình cũng hết biết là phải cho, mình phải biết là mình cũng hết biết là nên trao đổi những cái nghề gì mà đó, cho nên là mình lấy đại nông dân luôn đó, mình cho chỗ này là những cô nhân làng học nông dân ha đó. Còn đây thì là bản đồ đó, thì mình cũng không biết ha, thì mình cũng cho vô đại thôi, chứ mình cũng biết là cái thợ là có mấy cái con mà làm mấy con mà thợ làm bản đồ trong thế giới này nó có tác dụng gì nữa thiệt luôn. Mình cứ cho vô đại thôi chứ mình cũng chả biết là trong thế giới này mấy con đó nó có tác dụng gì nữa. Bởi vì thứ nhất á, bởi vì trong đây, bởi vì đơn giản là trong đây nó không có thế, nó không có biệt thự trong rừng bạn. Những cái con thợ làm bản đồ đó thì nó sẽ cho chúng ta những cái nó sẽ cho chúng ta bản đồ để mà đi những cái bản đồ mà kiểu như là đền thờ dưới bị cái thi cung nè, rồi cái biệt thự trong rừng nè đó, thì nó sẽ cho chúng ta những cái bản đồ đó ha. Nhưng mà có điều là trong thế giới này làm gì có biệt thự trong rừng, với lại thế giới này cũng làm gì có biển, cho nên thành ra là mình cũng không biết là mấy con đó nó có tác dụng gì đó, cho nên là thôi kệ mình cho vô đại cho bạn ấy, nó từ tính sau đó. Tạm thời giờ mình sẽ cho những cái nghề đó, thêm cái nghề pha chế thuốc nữa bạn đó. Mình sẽ cho thêm một hàng pha chế thuốc luôn đó, để mà kiểu như mình trao đổi thịt zombie này cái nọ đó bạn đó, để mình lấy emerald chơi thôi chứ không có gì đâu. Ok đó, ok mình sẽ dụ cái con zombie này vào đó, mình sẽ dụ nó vào đây thử nha bạn, để mà kiểu như mình test thử coi đó, mình test thử rồi đó. Và lần này các em đây, các em làm mồi của chúng ta vẫn là các em dân làng này. Ok chạy ra rồi trong đó đi em đó. Rồi ok, quên mình còn phải đặt tên cho em nó nữa, nếu như mà mình không đặt tên cho em nó thì em ấy bị despawn. Ôi rồi ôi thiệt tình chứ, mà muốn đặt tên cho em đó là chúng ta cần phải có tổng cộng là 20 cái emerald. Ở đây mình có 16 nè, đây mình có giấy luôn. Ok, nhưng mà có điều là mình không có cái gì, mình không có cái gì để trao đổi cho nè. Thôi gỗ này đi dành làm piston, mà thôi kệ hy sinh đại đi, hy sinh một ít que, hy sinh một ít gỗ để mình làm que, để mình trao đổi với mấy con dân làng này các bạn. Để là mình kiểu như là mình đây 2 cái nè, rồi xong xác định luôn, rồi xong không đủ đồ luôn. Ok đó rồi À quên, mình còn cần phải cái đe anh chứ. Mình cần phải có cái đe nữa các bạn. Mình không có cái đe là mình không có đổi tên được. Mình không đặt tên được. Thôi thôi, cái đe mình để nhà rồi. Trời ơi, hên quá. Đi còn một ít sắt này để sẵn tiện để tao làm luôn. Làm cái đe luôn. 1, 2, 3. Hên nè. Là cái đe nó chỉ cần có 3 cái khối sắt thôi, chứ nó mà cần 5-6 cái là không mệt gì lắm. Rồi đây, đó là gì ta, đây là còn anh gì ta. Thôi em yêu mình khỏe, em yêu mình khỏe nha mọi người. Đó, em yêu mình khỏe nha. Cái này hơi bị được nha. Ê, hello hello, lại đây nè, lại đây, lại đây. Đúng rồi, đây nên đặt tên cho em yêu mạnh khỏe. Được quá rồi còn gì nữa, trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi ngủ cái đi. Đi ngủ cái rồi mình sẽ đi về, mình sẽ đi về lại cái nhà của mình để mà mình gọi là hôm nay là ngày 441. Wow, trời ơi, chừng nào mới được 500 ngày đi mọi người. Tôi nôn nóng tới ngày 500 quá. Bây giờ đơn giản lên tới ngày 500 mà chúng ta sẽ rất là khỏe luôn, thật luôn, rất là khỏe luôn. Đó, bây giờ thì đây là cái đường ray mà mình dùng để vận chuyển mấy con dân làng của chúng ta. Đó, ok. Rồi xong phiên này mất tiêu cái xe mỏ luôn rồi. Có Ripper kìa. Hên quá còn cái xe nè. Mình làm cái đường ray này là để vận chuyển mấy em dân làng ha. Đó. Ồ thao tới đó nó ngừng rồi. Vận chuyển mấy em dân làng nè. Đó. Và sẵn tiện đấy thì mình dùng cái đường cây này luôn bạn, mình không cần đi ngựa nữa. Sẵn tiện để dùng cái đường cây này luôn, khỏi đi ngựa cũng đỡ. Ok, mình sẽ đi về mình lấy mắt nhện bạn, mình lấy mắt nhện rồi sau đó mình làm mắt nhện lên men để mà mình làm cái thuốc yếu đuối ha. Đó, để mình test thử coi, mình test thử với một con dân làng trong đó coi. Tất nhiên phải là con dân làng cùi rồi chứ không thể nào test con dân làng xịn được bạn. Test con dân làng xịn là chết luôn. Mặt nhện nè, rồi mía đâu, mía có rất là nhiều cho nên là đừng lo. Ok, mình sẽ làm mắt nhện lên men. Và chúng ta cần phải có một cái nấm nữa đúng không ta? Đúng rồi, mình cần phải có một cái nấm nữa bạn ơi. Mình cần có một cái nấm nữa nhưng mà chúng ta không có nấm vì chúng ta phải xuống địa ngục rồi. Đây rồi, đây rồi, nấm quá trời luôn nè. Đó, lấy. Mà không biết là nấm dưới đây nó có mọc được không nhỉ? Không biết là nấm dưới đây nó có mọc được không á? Nấm dưới đây mà nó mọc được là khỏe lắm luôn á, thiệt. Nấm mà nó mọc được dưới đây là rất là khỏe luôn các bạn, bởi vì đơn giản là những cái nấm này là nó có thể lớn lên được nha. Chúng ta có thể trồng và nó có thể lớn lên được. Chúng ta đã về tới nơi. Đây, mắt nhện lên men. Rồi chai lọ đâu, chai lọ đâu? Mình có nhớ là đây. Múc hết luôn đi. Ok, múc hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái thuốc yếu đuối nha các bạn. Thuốc yếu đuối nè. Không có que quỷ lửa. Không có que quỷ lửa là lấy gì làm ta? Úi rồi ôi. Thôi xong rồi. Rồi vậy là mình phải lên đường thôi bạn. Mình phải lên đường mình đi tìm que quỷ lửa thôi bạn ơi. Đó, mình phải lên đường mình đi tìm que quỷ lửa nha, để mà mình làm cái bột quỷ lửa đó mà chúng ta có thể pha chế thuốc được bạn. Chứ mà chúng ta không có bột quỷ lửa chúng ta không pha chế thuốc được đâu. Rồi bây giờ mà chết đi ra. Lỡ rồi, em ấy đi luôn rồi, cho em ấy đi luôn rồi mọi người. Trước sau gì chả vận chuyển em này đi lên đúng không? Thì để làm được cái bột quỷ lửa đó, để mà kiểu như là tìm cái pháo đài địa ngục cho nó dễ dàng hơn các bạn, thì mình sẽ quyết định gọi là ta sẽ dùng cái con Strider các bạn. Đó, các bạn biết cái con Strider chứ gì. Đó, cái con Strider thì nó kiểu như là nó có thể đi trên được trên nó đi trên được lava các bạn. Đó, thì mình sẽ tìm một cái pháo đài địa ngục bằng cách đó là ta sẽ cởi cái con trai đó ha. Đó, cho nó dễ bạn ơi, chứ bắt lóc nó mệt lắm. Đó, Cho nên là bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ kim tự tháp này của mình đây. Rồi. Ê. Ừ thôi. Đây, mình sẽ đi lại cái chỗ kim tự tháp này của mình. Và ta sẽ lấy ra 2 sợi chỉ. Rồi đâu để xem thử ta có cái yên nào không? Có cái yên cưỡi nào không vậy? Không có cái yên cưỡi nào hết. Đây là những cái rương trống trơn. Đây chống quất rồi. Ồ, chỉ có bé ngựa là kiểu như là có cái yên cưỡi không người, vậy thôi hy sinh bé ngựa đi. Hy sinh cái yên cưỡi của bé ngựa đi. Ta sẽ lấy cái yên cưỡi của bé ngựa để mà ta đi cởi em trader. Ok, có chuyện không có lưu loát gì chứ, bực hết cho mình. Bây giờ mình cần phải có que nữa, mà que đây thì không có rồi. Rồi ta lấy cái bàn chế tạo đi luôn đi. Mình sẽ cất những cái món đồ mà gọi là không quan trọng vào đây. Táo vàng đương nhiên không quan trọng này. Nấm nè, vào đây luôn. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi về lại cái nhà của mình. Cái em dân làng nó để không biết có an toàn không ta. Kệ đi, để tay đi mọi người. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái nhà của mình để mà mình gọi là tìm xem coi thử là có que hay không, để mà ta làm cái cần câu đó, để mà dụ với con trader lại. Ok, que vẫn còn, vẫn còn que nha, vẫn còn que thì mình vẫn có thể làm được một cái cần câu nè, một cái cần câu đây, đây cần câu nắm kỳ dị, nghe tên ghê không. Rồi bây giờ thì đâu để kiểm tra lại coi, cái quần này nó gần hư rồi cho nên là mình nghĩ là mình sẽ bỏ nó nhà đi bạn ạ. Mình vẫn chưa ép sửa chữa vào trong cái quần này nữa. Okay, để đi, tạm thời mình cứ bỏ cái quần đó ở nhà đi. Dù sao thì mình cái áo thì nó sẽ quan trọng hơn cái quần nha. Rồi bây giờ ta sẽ thử ta bắt một em trader nào đó để mà ta lên đường ta tìm kiếm cái pháo đài địa ngục. Mình sẽ đi về một hướng duy nhất, đó là cái hướng này. Hướng này là hướng gì trời? Mình sẽ kiếm hoài không ra vậy. Nhìn hoài sao không thấy gì trơn vậy? Hướng Bắc, rồi hướng Bắc. Ok, hướng Bắc nè. Rồi ta sẽ đi tập trung đi về hướng Bắc để mà ta tìm kiếm một cái pháo đài địa ngục. Cởi cái gì? Rồi nha, chết ngắt nha. Rồi đâu để mình thử coi, mình cũng chưa thử cưỡi cái em này bao giờ các bạn. Rồi bạn thấy ngầu không? Quá ngầu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là lên đường đi tìm cái pháo đài địa ngục các bạn. Rồi có rất nhiều em trader khác bù lại xung quanh. Cái em gác kia thì em ấy cứ việc ghen ra suốt ngày thôi, em ấy chả làm được sự gì hết trơn, ngoài việc ghen ra và bắn phá mình. Ôi em, chỗ gát kìa, đi đi thôi em ơi, gát kìa, chạy nhanh lên, lên đây, đúng rồi, lên đây nè, đúng rồi, lên đây. Cái con này mà nó đi lên trên đây thì nó sẽ bị lạnh, nó phải ở dưới lava luôn, cuộc sống của nó là phía dưới lava mà, nó mà bước lên trên đây thì nó sẽ bị lạnh tới xanh xao mặt mày hết luôn, hay ho thiệt á. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình tìm được cái pháo đài địa ngục nha bạn. Không biết đi đây được không ta? Mình đang không biết là chúng ta có thể đi lên trên được cái đống dung nham này không. Được luôn à. Nhưng mà thôi kệ bà đi, chúng ta không nên chơi liều, chúng ta không nên chơi đùa với tính mạng của bản thân mình. Ok, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình tìm được cái pháo đài địa ngục nghe. Mình đã quay trở lại rồi đây, và chúng ta có 2 tin, một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt đó chính là chúng ta đã tìm được cái pháo đài. Và tin xấu đó chính là mình lạc đường rồi. Tức nghĩa là ban đầu là mình đi theo hướng bắc đúng không? Đó. Mình đi theo hướng bắc để mà tìm cái phó đài địa ngục. Ok. Hoàng tà lù tọa độ ở đây một cái. 469 498, ok, 469 498. Đó. Thì ban đầu là mình đi theo hướng bắc để mà mình tìm cái phó đại địa ngục đó. Nhưng mà kiểu như là sau khi mà sực nhớ ra những cái kiến thức ở trong Minecraft đó, thì chúng ta không nên đi về hướng bắc mà chúng ta nên đi về hướng nam, bởi vì hướng nam bởi vì ở hướng nam đó thì nó mới có pháo đài địa ngục, còn hướng bắc thì nó không có đó. Cho nên là mình đã quyết định lật đật mình quay ngược lại trở về cái cổng địa ngục của mình. Ở đây cách nhiều vậy đó, thì mình kiểu như mình mới lật đật mình quay ngược trở về cái cổng địa ngục của mình đó, để mà mình đi ngược về hướng nam để mà mình tìm đó. Thì mình cứ lúc nãy mình đi á, mình quên đánh dấu, mình quên lưu lại cái tọa độ mà cái cổng địa ngục của mình nó nằm ở đâu á. Và thế là chúng ta đã lạc đường mất tiêu rồi mọi người, lạc đường mất tiêu luôn. Cổng địa ngục này là cổng địa ngục với địa ngục nè. Cổng địa ngục này là một cái cổng địa ngục khác. Bây giờ thì mình đang cố gắng để mà mình tìm đường đi về nhà đây. Bây giờ thì cái pháo này địa ngục bỏ qua một bên đi bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung tìm đường đi về nhà chứ quý đã. Trời ơi, bây giờ đơn giản là trong thế giới này mình chỉnh mất đồ, mình không có chỉnh mất đồ mà. Trong cái thế giới 1000 ngày sinh tồn này nè, là mình chơi mình không có chỉnh không mất đồ, ok, là mình không có ăn gian là chỉnh không mất đồ. Đó, cho nên là lạc đường một cái là mệt dữ lắm luôn đó. Cho nên nha, bây giờ tao sẽ tìm đường về nhà cái nè. Không có đường về nhà nó mệt lắm. Ủa, đây một cái nữa đó hả? Trời, đây thêm một cái nữa nè. Xong phim tôi mọi người, lạc đường này. Thật sự luôn, bây giờ là lạc đường nặng luôn đó. Ôi ôi, nó đi không chịu lưu lại cái tọa độ, bây giờ kiếm muốn chết luôn. Bây giờ xong phim này. À, kiểu này là chắc mình tiêu đời mình rồi bạn ơi. Ok. Mình tiêu đời thiệt luôn rồi đó, mình tiêu đời thật luôn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình tìm cách đi về nhà nha. Đó, mình sẽ cố gắng mình tìm cách đi về nhà đi. Ok. Thì cái tọa độ đó, cái tọa độ mình đã bật lên rồi. Lúc nãy cái tọa độ mình đã bật lên rồi. Có gì mình mở video ra mình xem lại. Ok. Có gì mình chỉ cần mình mở video ra mình xem lại cái là xong rồi. Đó. Đầu nhớ lại mà 458 497 458 497 rồi nha. Chắc là 450 với lại 450 đó, tính gì đi cho nó chẵn. 450 với là 490 đó, tính gì đi cho nó chẵn cho nó dễ nhớ mà. 450 450 với là 490 rồi. Số dương không có số âm rồi. Ok. Bây giờ là phải tìm đường về nhà đây nè, trời ơi. Cái nhà của tôi đâu? What the hell? Trời ơi, chơi ngu rồi. Sau một hồi tìm đường về nhà trong sự vô vọng thì mình vẫn không tìm ra các bạn ơi. Mình vẫn không tìm được đường về nhà, what the hell. Nhưng mà mình lại tìm được cái này. Đây là cái khác nha, cái này là cái khác thôi, chứ không phải là cái mà chúng ta tìm ở trong video trước mà mình được tìm được trong video trước mà bạn xem đâu. Và đây là tọa độ là 1160, tính chẵn đi bạn, tính chẵn cho nó dễ. 1160 và 300 và âm 360. 1160 âm 360 rồi, ok đó. Còn không nhớ thì thôi mở video ra xem lại đó. Tới đâu rồi? Đúng rồi, sau khi mà tìm được về nhà trong sự vô vọng thì bây giờ mình đã suy nghĩ ra một cách như thế này, đó là mình sẽ xem lại video cũ của mình đó, coi thử là cái nhà trên Trần Giang, cái nhà ở phía trên Trần Giang nha, Trần Giang của chúng ta, Trần Giang của chúng ta nó nằm ở tọa độ bao nhiêu đó. Rồi sau đó mình sẽ lấy những cái tọa độ đó mình đem chia cho 8 mà. Mình đem chia cho 8 mà sau đó thì nó sẽ ra cái kết quả đó chính là một cái tọa độ ở trong cái địa ngục. Nó sẽ ra một cái kết quả đó là một cái tọa độ trong địa ngục. Đó, giờ mình sẽ lần theo cái tọa độ đó mình đi về bạn ơi. Đó. Rồi. Bây giờ thì hot game lên YouTube xem lại video cũ. Vâng, và sau khi xem lại video cũ mình đó, xem lại cái video cũ của mình đó, thì mình đã có một cái tọa độ đó chính là 74 và âm 159, âm 159 và 74 nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình cần phải đi về cái tọa độ đó mới được. Đây bây giờ mình cần phải làm cho cái tọa độ x, tọa độ x nó giảm xuống còn 74 đó. Rồi cái tọa độ y nó giảm xuống là 159 nha. Đó thì cái này là hy vọng cuối cùng nha, hy vọng cuối cùng luôn rồi đó, hy vọng cuối cùng để đi về nhà chứ ngoài ra mình cũng không còn biết đi về nhà cách nào nữa bạn. Trời ơi, sao tự nhiên chơi ngu như thế này, đi đường mà không đánh dấu trời tình luôn á. Rồi hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình tìm được đường về nhà nha. Oh my god, mình đã về nhà rồi các bạn ơi. Nè, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi chuyên gia, tôi đi lên đây để mà tôi qua bên cái chỗ mà cái gừng xanh đó mọi người, cái gừng mà màu xanh đó. Nè, cái đường này là cái đường mà tôi đi qua bên chỗ gừng xanh để mà tôi farm ngọc ender nè. Đây nè, cái chỗ này là đó, mọi người nhìn quen không? Đó. Nè, đây cái chỗ này nè, đó mọi người nhìn quen chưa? Trời ơi, quá quen luôn còn gì nữa. Trời ơi, trời ơi, cực khổ quá trời luôn. Trời ơi, bao đêm lên trên, bao ngày lên trên khu này. Thiệt tình chứ, bao ngày lên lên trên cái dòng biển này, cái dòng biển dung nham khốn nạn này. Cuối cùng tôi cũng đã về nhà rồi mọi người. Buồn. Trời ơi, không phải buồn, vui chứ, buồn gì đúng không? Vui muốn chết luôn, buồn gì. Thôi về nhà, về nhà thôi, tởn mày không dám đi nữa đâu. Mấy anh dân làng thôi, em về rồi nè, anh có nhớ em không? Đây, anh có nhớ em không? Kìa sao bỏ đi, kìa sao bỏ đi. Anh Dương Duy mất lịch sự nha. Anh này, anh có nhớ em không? Mày này khinh thường mình chứ sao đó. Để cứ hỏi đứa nào ấy, hỏi nó có nhớ mình không, để nó quay mặt đi chỗ khác là thế nào nha. Nó khinh thường người ghê luôn. Trời 441 mà lên 444 luôn kìa. Rồi đi lạc có tận 3 ngày luôn. Đi lạc có tận 3 ngày luôn. Hay ho ghê tờ, hay ho ghê. Rồi nói chung thì chắc có thể là nha, có thể là mình sẽ mình sẽ xây cho chúng ta một cái chỗ để mà cho tụi dân làng đẻ mà đó, cho tụi dân làng đẻ đi đó, để cho nó đẻ nhiều lên xíu đó. Mình sẽ xây bằng kính nha bạn, nó xây bằng kính đi. Kính đâu rồi, mình nhớ là mình có kính đây, kính này 42 cái thủy tinh, ok đó. Mình sẽ xây một chỗ để mà cho tụi dân làng nó đẻ, để mà chúng ta có thật là nhiều dân làng đó, để mà chúng ta để mình đưa nó vô trong đó các bạn, để mà cho nó học nghề á, để mà mình có thật nhiều dân làng để mà trao đổi emerald các bạn đó. 1 2 3 4 5. Thì cái thiết kế máy farm này nhá, là của một anh bên nước ngoài nha. Đó, và anh đã chơi Minecraft BE, và cái máy farm này đó là anh thiết kế cho BE nha. Đó, nhưng mà mình có thử trên PC rồi và nó ổn, PC nó vẫn hoạt động được mà, nhưng mà có điều là nó hơi bị thụ động nha. Thụ động tức là nó không có tự động được, kiểu như nó không có tự động mà được các bạn, mình phải kiểu như là mình tự mình phải tự ném đồ cho tụi dân làng, rồi sau đó mình phải tự vận chuyển tụi nó đi vậy đó, chứ không có gì hết trơn, vậy thôi chứ không có gì đâu. Và có một điều nữa là mình quên thiết kế sao rồi, mình quên cái bản thiết kế sao rồi, rồi giờ phải thoát ra, trời ơi thoát ra nữa, thoát ra coi là bản thiết kế nữa trời. Rồi ok mình đã nhớ rồi bạn, mình đã nhớ rồi, ok. Đây bây giờ chúng ta sẽ cho nó một cái hình vuông cao lên 5 block. Hình như mình chưa xem hết đúng không? Ok các bạn, bây giờ là mình xem tới đâu mình làm tới đó ha, vậy để cho nó gọn, chứ bây giờ hay là thoát ra xem hết rồi cái vào lại nó mệt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hình vuông ở đây, một cái hình vuông 5 x 5 2 x 2 chứ, một cái hình vuông 2 x 2 nha. Đây để mình đi lấy ít cái củi để mà mình làm cái đường lên mới được. Chỗ này lúc trước là chỗ của con Medin nè, nhưng mà bây giờ mình thôi mình dọn nó ra đi. Đó, giờ không cần nữa, chỗ này không cần nữa. Em Medin của chúng ta có một cái chỗ mới rồi. Quên nữa, cái này là cái farm đường ray nè, cái farm đường ray mình làm đó. Ok bạn ơi, vẫn vô ích nha bạn, vẫn vô ích luôn, mình cũng chả hiểu lý do tại sao. rõ ràng là mình đã có xây thử rồi, mình có làm thử luôn rồi là và nó đã thành công, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ nó là thất bại luôn. Mình chả hiểu lý do luôn mà. Rồi mình sẽ tạm dừng tại đây thôi, ngày hôm nay quá đủ rồi bạn ơi, mệt mỏi quá trời. Thì có thể là mình sẽ làm một cái thiết kế khác thôi bạn ơi, mình sẽ phải làm một cái thiết kế khác thôi, cho mình không thể nào làm thiết kế này được rồi. Đó. Rõ ràng nha, là mình đã làm thử rồi, mình đã làm được rồi, mình đã làm y chang vậy luôn và mình đã thành công. Ok, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ mình làm nó là thất bại, mình không hiểu tại sao luôn, mình không hiểu luôn. Bây giờ hôm nay là ngày nhiêu, 448 à. Rồi hẹn gặp lại bạn vào video sau nha, bây giờ mình tắt game đây. Rồi bye bye.